Xin chào các bé. Hôm nay chị Chu Bu sẽ giới thiệu cho các bé từ điển hình ảnh về thế giới động vật nha. Xin chào các bé. Hôm nay chị Chu Bu sẽ giới thiệu cho các bé về từ điển hình ảnh dành cho thế giới động vật. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Con voi. Con voi. Con hổ. Con hổ. Con trâu. Con trâu. Con bò. Con bò. Con lợn. Con lợn. Con thỏ. Con thỏ. Con mèo. Con mèo. Con chó. Con chó. Con vịt. Con vịt. Con ngỗng. Ngỗng. Con gà. Con gà. Cá. Con cá. Xin chào các em. Hôm nay chị Chu Bu sẽ giới thiệu với các em từ điển hình ảnh của thế giới động vật. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Voi. Voi. Con voi. Con voi rất là to lớn và có cái vòi rất là dài. Hai tai của con voi cũng rất là to. Xuống đi, xuống đi. Để mẹ làm việc một cái. Không lên nữa, không lên nữa. Con hổ. Hổ. Con hổ. Hổ là động vật ăn thịt và chúng có thể chạy rất là nhanh. Trâu. Trâu. Con trâu. Con trâu thì ăn cỏ và con trâu thì giúp cho người nông dân cày ruộng không mất sức. Con trâu ăn cỏ và con trâu có ý nghĩa vô cùng lớn đối với những người nông dân. Con trâu giúp người nông dân cày ruộng. Con trâu giúp người nông dân cày ruộng đấy các em ạ. Bò. Con bò. Con bò. Các em vừa xem rồi, chúng ta vừa thấy hình ảnh con trâu và bây giờ là hình ảnh con bò. Con bò và con trâu nhìn có vẻ như giống nhau, thế nhưng nếu như các em để ý kỹ một chút, chúng ta sẽ thấy con trâu có da màu đen. Thế còn con bò thì da của nó lại thường có màu nâu hoặc là màu trắng. Con trâu thì có hai cái sừng to lớn, còn con bò thì rất là bé phải không nào?
Con lợn. Hàng ngày các bé thường ăn cơm với gì? Chúng ta có ăn thịt không? Lợn là một Lợn là vật nuôi ở trong gia đình và thịt của nó thì lại rất là ngon đúng không nào? Con thỏ. Thỏ thường có bộ lông trắng muốt và có hai cái răng rất là to. Con mèo. Ui, tóc ơi là tóc. Nhà các bé có con mèo không? Con mèo dùng để làm gì các bé nhở? Con mèo để bắt chuột. Con mèo để làm gì các bé nhở? Con mèo để bắt chuột đấy. Con chó là một động vật rất là quen thuộc với chúng ta. Chắc nhà các bé cũng nuôi chó đúng không? Và con chó thì thường thức buổi tối để Và con chó thường hay xông nhà cho các bé. Mỗi khi có người lạ đến, con chó thường sủa gâu gâu để chủ nhà biết. Mỗi khi có người lạ đến, con chó thường sủa gâu gâu. Con vịt là một loại động vật thuộc họ nhà chim và con vịt thường bơi ở dưới nước. Con vịt có tiếng kêu cạp cạp cạp. Và các bé đã được ăn thịt vịt bao giờ chưa? Thịt vịt cũng rất là ngon và bổ dưỡng đấy các bé ạ. Con ngỗng thì to hơn con vịt và trứng của ngỗng thì rất là bổ. Chính vì vậy, những phụ nữ mang thai, những người mẹ đang có bầu thường hay ăn trứng ngỗng. Con gà. Hình ảnh mà các bé đang xem, đây là hình ảnh của gà. Con gà. Hình ảnh mà các bé đang xem là hình ảnh của con gà mái. Con gà mái thì kêu cục tác, cục tác. Và gà mái thì thường đẻ ra trứng. Thế còn bên cạnh con gà mái, chúng ta sẽ thấy rằng có những con gà trống. Gà trống thì thường gáy vào buổi sáng và chúng gáy o o o o. Gà mái đẻ ra trứng. Khi đẻ sau đó gà mái thường đẻ ra trứng. Sau đó trứng sẽ được nở thành gà con. Gà con là những con gà có bộ lông mềm mại. Con gà con thường kêu chip 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 chip. Con cá bơi ở dưới nước.
con tôm. Tôm là loài động vật thuộc lớp giáp xác, và tôm cũng bơi ở, sống ở dưới nước. Tôm có một điều đặc biệt, đó là phân của chúng. Ở tôm có một điều đặc biệt, đó chính là phân của chúng theo lớp mang ở trên đầu và đi ra ngoài. Do đó người ta hay nói là nói tôm là phân lộn lên đầu đấy. Cua. Cua. Con cua. Con chưa tự mà tiêu được à? Nè, tí đi. Con cua. Con cua thì có 8 cái chân và 2 cái càng. Con cua, càng của cua có thể kẹp người đấy. Nếu như ăn ăn cẩn thận đi. Con cua có 8 cái chân và 2 cái càng. Khi bị càng cua kẹp thì các bé sẽ rất đau đấy. Thế nên chúng ta không nghịch càng cua đâu nhé. Từ điển hình ảnh của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em hãy cùng từ điển hình ảnh của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bé hãy cùng xem có những video khác của chị Chu Bu. Từ điển hình ảnh của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bé hãy nhấn nút đăng ký để cùng xem những video khác của chị Chu Bu nha. Thân ái, chào các bé.